mình về lo ngày mỗi mai trầu cao, chọn ngày ta lên đỉnh ngôi tình đầu. Nhờ trời thương hai đứa nên vợ chồng chúng ta vui mặn.
mà chỉ vân vân gái tim rung đầu khi lần đầu tiên hành ngộ giới
Yubi thì cháu rất tốt đẹp. Giờ này cháu chuẩn bị làm lễ lại tổ tiên ông bà, ngày mai cháu xuất giá về nhà chồng. Chúng tôi thay mặt gia đình thỉnh toàn thể quý bổn tộc và cô bác anh em ủng hộ cho chúng tôi tiến hành tục lễ có phần long trọng. Tôi xin cảm ơn toàn thể quý tộc và cô bác anh em. Giờ này cũng đến giờ hành lễ cháu bái đường lại tổ tiên và ra mắt ông bà, cô bác, cha mẹ và anh em tại thế, ngày mai cháu về nhà chồng. Cô bác ủng hộ cho chúng tôi có một tinh thần đầy đủ để tiến vào cuộc đời này. Giờ này chúng tôi thay mặt gia đình thỉnh toàn thể với cô bác lớn tuổi bước vào cái nghi để ngồi cho đông đủ và ủng hộ chúng tôi. Còn anh em ở ngoài ngồi những chiếc ghế đất nước và giữ thanh tịnh đang ủng hộ chúng tôi tiến hành cuộc lễ có phần long trọng. Chúng tôi trân trọng thông qua chương trình này. Kính thưa hội đồng hỗn tộc, kính thưa quý cô bác bạn trang, giờ này cũng đến giờ cháu hành lễ lại tổ tiên ông bà và ra mắt ông bà tại thế, ngày mai cháu về nhà chồng. Giờ này chúng tôi kính hỗn tộc chứng minh cho cháu và con muốn chứng minh cho kính họ, và ngày mai cháu về chồng xin mấy bà cũng chứng minh cho cháu. Nha, bước cái đầu hai cái tay nó theo à. Cháu kính họ xong, cháu đến cháu kính ông bà, cô bác, cha mẹ và anh em còn tại thế, ngày mai cháu xuất giá về nhà chồng. Chúng tôi thấy ra thì ông nội còn hơi yếu, cũng không có dự, ông ngoại thì qua đời. Giờ này chúng tôi thấy còn ông Út là một ông trong cái tập họ rất lớn, kính ông Út và ông thân tộc ông nói gì, ai phận ông đó là dùng chút cụ lễ cho cháu mình ra mắt. Một lần nữa kính hàng ông thân tộc ông nói gì với ông đó của cháu đó, dùng chút cụ lễ cho cháu mình ra mắt. Trong chương trình hành lễ chúng tôi thỉnh cái hàng bác của cháu đó, bác ruột, bác xui, chú cậu dượng bước vào cái khai dùng chút cụ lễ cho cháu mình ra mắt. Một lần nữa chúng tôi thỉnh hàng bác của cháu đó, bác ruột và bác xui, chú cậu dượng bước vào cái khai dùng chút cụ lễ cho cháu mình ra mắt. Một lần nữa chúng tôi thỉnh cái hàng bác của cháu đó, bác ruột và bác xui, chú cậu dượng. Nói mà họ cũng không quên nữa chứ. Rồi hôm nay cháu nó có lời thầy chúc cho nó ai muốn đạo. Một lần nữa chúng tôi thỉnh hàng bác của cháu đó, bác ruột rồi bác xui, chú cậu dượng bước vào cái khai dùng chút cụ lễ cho cháu mình ra mắt ngày mai cháu. Bước vào cái khai dùng chút cụ lễ cho cháu mình ra mắt ngày mai cháu xuất giá về nhà chồng. Hai sát nè, tôi phép sát là sao? Cũng chứng trên cái lễ cầm lên cầm đi luôn lên đây được mấy lễ thôi rồi ngủ cái này hổ cho cháu 500 ngàn thôi tí vô vô. Một lần nữa chúng tôi kính lên hàng bà đó,
bác dâu và bác xui cô gì thế hả? Và buổi chiều hôm nay dùng cái buổi lễ cho các người ra mắt nè. Một lần nữa chúng tôi thỉnh cái hàng mấy bà đó, bác dâu và bác xui cô gì thế hả? Một lần nữa chúng tôi thỉnh cho mấy bà đó, bác dâu rồi bác xui cô gì ba không chịu không? Dạ, bước cô cháu ra đây, bước cô cháu ra đây. Bình lần thôi ký cho thu dụng quỹ dùm tôi cho nó không bỏ cái khai chút đây. Vậy là tránh nè thu vô. Mà thằng Ốc để cho cháu là nó nắp nghĩa trong cái ngày lễ vui này. Cháu cho rồi Ốc. Rồi tiếp theo phần cha mẹ kính hai ông bà biết bắt ghế ngồi ăn đâu. Cô bác bệnh nhân vừa qua cháu ra mắt ông bà cô bác cảm thấy xong tới đến để ra mắt cha mẹ đông thanh thần vũ dục. Hôm nay gia đình của anh Tư sinh được một đứa con rất là ngoan hiền, nghe lời cha mẹ dạy dỗ cho đến ngày thành gia thất là một đứa con ngoan. Và hôm nay chúng ta muốn nói với cháu một điều, hôm nay ngày cháu chưa xuất giá thì ở bên nhà phải lo cho cha mẹ phụng dưỡng, nuôi cha mẹ thời gian sinh dưỡng bất lành. Hôm nay cháu được gia thất xuất giá thì về bên chồng cũng như bên mình, như câu thánh nhân cho biết ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục phận làm con chẳng phúc nào quên, sớm hôm cố gắng đắp đền lo tròn câu hiếu thảo mới lên thánh liền. Thì hôm nay cháu là một đứa con hiền hiền, nghe lời cha mẹ dạy bảo cho đến giờ định ngôi gia thất. Giờ phút này cháu phải dân dụ cho cha, dân dụ cho mẹ, mình đền ơn đáp nghĩa sanh thành dưỡng dục cô đến cho đến ngày con lớn được xuất giá về nhà chồng. Bưng hai tay đưa cho cha trước, đặt một tay, bưng hai tay đưa cho mẹ. Chưa đó là cầm ly rượu. Bữa nay hai bà đứa con ngoan mừng cho con được trăm hạnh phúc, hai bà cũng đi để lên trước bạn. Cũng như bả hoài à. Theo cái ông sinh thành anh đề nhất thì giờ này nhờ anh chị quyết định cho con đó là đại hay sao, là cho anh chị cho thì xá cha thì xá, xá ngày cha xá, xá ngày mẹ xá. Rồi buông cái tay ra ngoài với bạn mẹ đi chồng cái tay 500 chị hai 500 thư ký ghi vô. Một lần nữa hàng anh của cháu đó. Rồi anh vụ chị dâu chị cũng anh gửi. Rồi 500 bỏ vô đó, ghi vô đó luôn đi. Và bạn có đến dự cái lễ vui của bạn, có tặng quà bước chậu tay, chúc cho bạn mình 100 năm hạnh phúc. Nhà qua không có tiền cho vàng nha. Nhà có tiền cho vàng hả? Một lần nữa chúng tôi chúc mừng anh chị của cháu đó, quý chồng cái tay này chúc lễ cho em mình đó mắt. Tự nhiên nói chị nó buồn quá vậy. Thư ký đâu coi sổ sách ghi cho kỹ nha. Rồi nó đứng nói. Ai? Ai? Rồi cái cuộc lễ này các anh chị của cháu đó tính sao cho em? Cho chiêu quy của cháu toàn thể với gia tộc cô bác bạn cho em ủng hộ cho chúng tôi tiến hành cuộc lễ có phần long trọng nhất. Chúng tôi cảm ơn quý bổn tộc và cô bác anh chị em ủng hộ cái tinh thần cao cả và chúng tôi đầy đủ cái tinh thần để tiến vào cái cuộc lễ này. Chúng tôi có thiếu sót những gì chúng mong bổn tộc cô bác bạn em bổ chức thêm chúng tôi thành thật với chức. Chúng tôi chi quý vị vào cái lễ bái đường của cháu ngày mai xuống cháu người chồng chúng tôi lập đất lên sông. Theo chương trình ngày mai chúng tôi thông qua chương trình và chúng tôi thay mặt gia đình con Tư thật toàn thể chức phục tập cô bác bạn em dính chức thời gian đến gia đình con Tư trước 3 giờ sáng để cùng với gia đình mà đưa cho cháu về nhà chồng. Gia đình xin biết ơn. Chúng tôi có bao nhiêu lời xin trân trọng kính chào toàn thể quý tộc và cô bác bạn em.
và sau cùng chúng tôi thay mặt gia đình thỉnh toàn thể của bác trong giờ này dùng với gia đình của anh Tư một tiệc cháo trong ngày lễ vui của cháu. Chúng tôi chương trình đến đây xin hết. Kính thưa bổn tộc nhà gái, hôm nay bổn tộc nhà ta chúng tôi đến trình với bổn tộc nhà gái là cái lễ thân hình rước dâu. Giờ này chúng tôi trình bổn tộc chứng minh để cho chú rể bái đường tổ tiên và kính họ, quý vị cũng thông chứng minh cho chú rể. Chị ba mình lâu chưa? Ủa, đó rồi hả? Kính thưa quý ông tộc, vừa qua cháu cũng tổ tiên, hôm nay là vấn đề hành lễ là cháu cũng chưa thường thạo thì bổn tộc cũng chế cho cháu, hai bên sư gia cũng thông cảm cho rể. Giờ này để cháu kính họ, quý ông tộc cũng chứng ở đây. Tiếp theo chương trình hành lễ, cháu rể ra mắt ông bà, cô bác, cha mẹ, anh em tại thế.
ở bên Nhật Gia, trước thỉnh là ông Út chứng kiến cho cháu rể bữa nay là được một đứa cháu rể ngoan. Rồi xá hay xá, không cho thì xá. Thưa quý bà, hôm nay là mình nhận được một cháu rể rất là ngoan hiền trong cái ngày lễ Du Quy của cháu và con mình. Giờ này cháu rể ra mắt rồi, mấy bà cũng chứng minh để nhận cháu rể. Tiếp theo tôi kính hàng bác của cháu đó, bác ruột rồi bác xui, chúc cậu dưỡng uống chút rượu ra nhận cháu rể. Rồi mới bắt cho trơn rồi sáng sáng rồi cho rồi bác cũng vô rồi. Giờ nói gì cho nữa. Tiếp theo bên mấy bà như bác dâu rồi bác xui cô gì thiếp mợ uống chút rượu về là dễ cho cháu rể mình ra mắt. Từ qua là cháu rể ra mắt ông bà, cô bác đã tới xong cái đánh ra mắt ra mắt nhạc gia và nhạc mẫu. Để chứng kiến cho rể, cháu bưng hai tay đưa cho nhạc gia hai tay mẫu. Bữa nay hàng bà nhận được rể ngon lành uống rượu cho. Rồi hàng bà tính lễ sao cho con đi. Thôi cho à, tiếp theo kính hàng anh chị của cháu nè, phần anh chị đó là uống chút rễ rượu lễ cho em rễ ra mắt nè. Kính thưa quý môn tập, hôm nay bổn tọa ủng hộ cho chúng tôi tiến hành cuộc lễ thân kính rước dâu rất là tốt đẹp. Chúng tôi hành lễ đến đây cũng xin vừa xong cái lễ. Giờ này chúng tôi thay mặt bổn tộc nhà trai thỉnh bổn tộc nhà gái thì chúng tôi trình lễ kiếu và trình lễ rước dâu. Xin bổn tộc cũng chứng ra đây. Giờ này quay là tròn á, giờ thì rất là quay á, từ đây trở sau là tới nhà phải lắm này con đào đây như nè, lúc này đi phải nắm tay không cho đào, nó giờ này là đứng đứng hàng xe rồi đó là không có cho hàng xe đi gần nha. Nắm tay đi, đồ đạc gì đó là kêu mấy đứa cháu là đồ đạc gì đó mình đem theo là đã hết, không có trả lại. Đồ đạc trong hết.